Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại người cầm bay và cái bàn khéo là anh Vũ. Bàn khéo đá. Chứ không phải khéo hồ. Hôm nay mình quay để cho các bạn biết những cái thao tác cơ bản để mà kéo hồ nha. Tùy vào bạn thuận tay nào thì cầm bay tay đó. Giống như anh Vũ đây thì anh thuận tay trái, nên anh sẽ cầm bàn kéo tay phải. Rồi cứ việc mà ấy hồ vô rồi kéo lên tường ha. Đó, các bạn thấy không? Để chúng ta phải có một cái cảm giác tay thật là tốt thì hồ mới đi đều và thẳng, không bị gớt hay là sẹo. Sau khi kéo xong thì hồ gớt thì gom lại, sáo lại rồi kéo tiếp. Riêng anh Vũ chia sẻ thì anh rất là thích kéo hồ mà đá, nên hồ bữa nay nó hơi có đá chứ. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Ok, bye bye mọi người.